Dạ, con xin chào cô chú, chào cả nhà. Một ngày mới con xin chúc cô chú và cả nhà mình an lành và hạnh phúc. Dạ, hôm nay sẽ có một điều bất ngờ cho em chiếc chiếc trống nha cô chú. Dạ, con tắm cho hai em chiếc chiếc. Hôm nay chiếc chiếc trống sẽ có một niềm rất là một niềm vui cực kỳ lớn luôn đối với em. Là cô chú đón xem nha cô chú. Trời ơi, hai đứa cô chú coi nó ăn nó phá. Chiếc ơi, chiếc ơi, nay chiếc có việc vui nha chiếc ơi.
Dạ mấy em tắm xong rồi, dọn sạch sẽ rồi. Anh chiếc chó con tắm chưa đã này cô chú. Để con xả đầy vô tắm nhẹ tắm. Cô chú coi đó, lại nó kiểu bé ly đó. Chiếc ơi, con đứng ở đâu con để lông cũng được, tự nhiên đứng trước mặt ra để lông ai mà chịu không biết nữa. Dạ thật ra là hôm nay chủ cũ của bé Chiếc tới nhà con thăm em, nên là giờ con tắm sạch sẽ cho em á, rồi để chủ ẩm á, không có bị hôi á cô chú. Bây giờ con tắm xong rồi, giờ con đợi chủ của em tới. Chỗ này là chủ đang đứng là cứ xà quần miết này. Còn anh chàng kia thì lát nữa chủ mới tới. Dạ đây là bé mèo cưng của chủ em Chiếp Chiếp trai đem theo nữa. Đem theo để tới chơi với các bé, để lên thăm với các bé nhà con. Nhìn rất là đẹp trai, bé trai luôn nha cô chú, tên là Bin, rất là đẹp trai. Trời ơi cô chú coi bà bơ kìa, chịu nổi phải không? Ở chỗ luôn uống gà. Bà nó thiệt, bà nó hay tò mò khám phá đẹp quá. Dạ chủ của em Chiếp Chiếp trai rất là thương em luôn cô chú, nhưng mà tiếc một cái là cái bé đó là không có cho con chịu quay phim em, ngại lên hình, sợ người nhà thấy nên là con không có quay. Với lại là vừa xuống tới nơi là lật đật ôm em Chiếp Chiếp mà lấy xà lách cho em Chiếp Chiếp ăn, xong mà đem theo cái đồ cắt móng chân cho em Chiếp Chiếp nữa. Trời rất là nhìn rất là thương em luôn á chú, nhìn thấy hai chị em ôm nhau thương lắm. Mà tiếc cái không có lên hình, con không có quay được những cái khoảnh khắc đó cho cô chú cả nhà mình xem. Giờ con lấy xà lách này ra con cho mấy em ăn tối luôn. Dạ hồi trưa là bé nó vừa xuống nhà con là lật lại cái thấy cái thao cá con, chắc con có quay coi clip của con thấy con để cái thao đây lại bỏ xà lách vô rồi mấy em ăn hết rồi, còn cá không giờ con bỏ thêm cho mấy em. Là nuôi lâu nên biết sở thích của mấy em luôn chú, cho ăn đã luôn, cho ăn đã luôn. Dạ em Chiếp Chiếp trai đi lâu quá rồi nên là quên chủ rồi cô chú. Xuống thấy chủ chạy xong mà đứng trong chuồng không chịu ra luôn. Còn chủ rất là nhớ em, vừa xuống là ôm em cắt móng cho em liền. Chiếp ơi, Chiếp ơi, Chiếp 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 Chiếp. Dạ con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Con xin chúc cô chú và cả nhà mình xem clip vui vẻ và một ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ con xin bye bye cô chú và cả nhà mình. Cảm ơn. Cảm ơn.